Ok nhá, xin chào các bạn nhá. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn đến cái sự kiện làm trung thu trong game Avatar như sau nhá. Thì ngày hôm nay thì T-Mobile đã update được cái sự kiện trung thu về đến cho các bạn trong game nhá. Thì theo như mình được biết thì sự kiện lần này là nó thay đổi khá là nhiều cái trong đây. Ra mắt hóa phép Phượng Hoàng băng này rất đẹp này tại làng Set Iron Man này, và để không mất thời gian thêm thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sự kiện hôm nay nhé. Thì đầu tiên thì sẽ xuất hiện hai nhân vật khá quen thuộc với chúng ta, đó là chú Cuội và chị Hằng nhé. Thì đầu tiên thì các bạn sẽ cần nhất là phải kiếm được cái bột. Đây. Theo như mình biết thì thứ nhất là mình sẽ để chỗ này và thu hoạch trồng cái cây này nhá. Ok. Mình sẽ mở cho các bạn hai tab luôn nhé. Rất tiện lợi luôn. Bạn nào mà có máy tính mà chịu khó cày avatar thì mình sẽ chỉ cho cách cài phần mềm nhé. Đây. Bạn sẽ trồng cái cây mới này, cúc chuồn chuồn này đó, các bạn sẽ trồng cúc chuồn chuồn nha. Mình sẽ nói thêm đó là đây, các bạn trồng cúc chuồn chuồn, thời gian thu hoạch của nó là 3 tiếng, nghĩa là chậm hơn cái hoa hồng 1 tiếng ạ. Rồi ok, mình lâu mình không vào đây. Sự kiện trung thu này thì nói thật là nếu mà anh em cày là rất là đẹp, các bạn cày rất là đẹp, nó tặng rất nhiều vật phẩm mới. Rồi ok nha, đây khi mà các bạn đã trồng cây cúc chuồn chuồn á, khi thu hoạch ấy, các bạn sẽ được cái hạt sen này. Đó. Đây này, sẽ đổi 30 cúc chuồn chuồn để lấy một hạt sen nha. Đấy. Bột nếp rồi, các bạn sẽ mua bột nếp với giá 2.000 xu, đắt đắt, rất là đắt, nhưng mà các bạn không cần mua được cái đấy để làm góp lồng đèn thôi. Còn chúng ta sẽ đây đổi này, đổi cái bánh trung thu này, thứ nhất là bằng 25 lúa này cộng một hạt sen từ cúc chuồn chuồn nhé, và 5 trứng gà nhé. Các bạn đổi được cái này rồi thì sẽ là một điểm để đổi quà. Còn cái này là ai thích kiểu như là dùng bằng xu thì có thể là mua bột nếp rồi hạt sen trứng gà cũng tương tự thôi. Còn nến này là để đi thắp sáng đèn trung thu nhé. Thì đây vào mỗi ngày các bạn vào đây, sự kiện này nó mình sẽ vào bên này nhé. Ok, các bạn có thể thấy này, cổng rất là đẹp, chị Hằng đây. Mình sẽ nói về cái phần gửi quà nhé. Đây, quà đây đó, anh em thấy không, x5 quay số, x5 nâng cấp item thì nó không khác gì so với những sự kiện. Còn đây là những trang bị đi kèm này. Item kèm đây có cánh cầu vồng này, ai mà sự kiện trước không có thì có thể kiếm cái cánh cầu vồng nhé. Học được bảo 50 điểm trung thu quá là ok, 50 lần đủ ok. Còn cái chuột này tận 2.000 điểm cơ. Các bạn nếu mà sự kiện nó mới diễn ra thôi nhưng các bạn có thể làm trong khoảng 1 tuần được. Nếu ai đủ đất pet khỉ này, pet khỉ này cũng khá đẹp này, nâng nhớ nâng lên kinh công rất là đẹp. Đây các bạn có thể thấy này, cái vết khỉ đây mình sẽ chỉ sang bên này, còn khỉ đây. Cánh băng giá nó cũng cập nhật đây. Thú cưng này đây. Kinh công đấy, có khỉ các bạn sẽ nâng cấp con kinh công này nhá, cực to. Mình sẽ vào hai tab Hawaii luôn để xem cái cánh mà nó kêu cập nhật sự kiện đó. Thì đây được
các bạn có thể thấy đấy, deep rất nhiều và khuôn xét sư khô, các bạn chỉ án ở đây rất là đông. Mình sẽ xem là Phượng Hoàng băng rất là đẹp nha. Đây, một vẹt siêu quậy này, một Kitty băng giá 200 đá cũng sắp vào 10 triệu xu. Wow. Các bạn có thể thấy 10 triệu xu chúng ta sẽ đổi được cái con Phượng Hoàng băng. Cánh băng giá pha lê đây, cánh trường chuồn đa sắc. Cánh trường chuồn đa sắc này các bạn có thể lấy từ cánh như này. Đây, các bạn sẽ lấy từ cái cánh cầu vồng này, các bạn đổi đổi sang được cái cánh trường chuồn đa sắc này đấy bằng một cánh cầu vồng. Nhiều bạn sẽ không biết trong này, hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn cần các huy hiệu huyền thoại. Để lấy huy hiệu huyền thoại thì lấy ở đâu? Ở đây, sự kiện là những cái mảnh vỡ huyền thoại này, các bạn sẽ đổi được huy hiệu huyền thoại này. Đấy, ba cái mảnh huy hiệu huyền thoại này các bạn sẽ đổi được nhé. Giờ mình sẽ đổi mảnh vỡ hoàng gia 4 nhé. Cứ ba cái mảnh này sẽ đổi được một mảnh hoàng gia 4. Thì những cái mảnh ghép đấy giúp các bạn có thể lấy được cánh vàng dòng hoặc là những cái cánh khác, những cái khác ở trong cái khu ngoại ô. Đây, trong khu ngoại ô này đây, chính là nói đây. Đây, khi mà các bạn đã thu được cái mảnh vỡ huyền thoại đây, các bạn có thể đổi được huy hiệu huyền thoại đây nhá. Đấy, ba mảnh huyền thoại này sẽ được cái huy hiệu này. Ba cái huy hiệu thì lại được một cái mảnh vỡ hoàng gia đây. Cứ bên này các bạn cứ đổi mảnh vỡ hoàng gia này theo định kỳ thôi, thì các bạn có thể đổi được này cánh vàng dòng này, nâng cấp rất là đẹp, hoặc là cái tỏa sáng dưới chân đấy. Thì nói về thiên và cái sự kiện này thì các bạn có thể đổi quà. Và đây, mình nói thật là mình thích nhất cái cánh cầu vồng, nhìn nó có vẻ đẹp đẹp đấy. Thì để làm sự kiện như thế nào thì mọi người sẽ vào nông trại của mình nhá. Đây, trồng cái cây cúc chuồn chuồn này. Khi thu hoạch cúc chuồn chuồn này các bạn, vẫn còn con cá rồi. Ok bạn. Đây, khi được cái cúc chuồn chuồn rồi các bạn giao dịch nhá. Kiện nhá. Các bạn sẽ được hạt sen này. Đấy, này, đổi lấy hạt sen. Rồi đổi lấy bánh trung thu này. Đấy. Rất là nhanh. Được. Còn bây giờ chúng ta sẽ dạo qua nhé, xem là cập nhật xem là nó cập nhật cái gì đẹp. Đây, cái cổng rất đẹp. Rồi, đi vào tận bên trong có gì nào. Đấy, rồi. Cổng đèn ở đây kéo quân này, chúng ta sẽ thắp đèn kéo quân ở đây này. Sự kiện thắp đèn kéo quân mà mình đã nói thì đây, cái để gặp được cái đèn kéo quân này chúng ta sẽ mở được những cái hộp quà rất là thú vị ấy. Quà rất là đặc sắc. Ví dụ như đây, các bạn sẽ cần rồi đây, mở hộp quà trung thu này sẽ nhận được nến này. Đây đây, cái thắp đèn kéo quân này, đây những cái đèn kéo quân bên này của mình này, đây đây đây, 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 đây. Cái đèn kéo quân ở đây này, mở hộp bánh trung thu sẽ được nhận nến, hoặc là bạn có thể mua bằng 5 lượng. Đấy, mua 5 lượng này, tìm những cái chiếc đèn này xuất hiện này và thắp đèn này. Đấy. Mỗi một chiếc đèn kéo quân thì cần 10 ngọn nến, nghĩa là 10 mà nhân với 5 lượng là mất 50 lượng một lần thắp đèn. Và khi chờ mọi người đến thắp cùng để chia sẻ bánh trung thu, các bạn sẽ được bánh trung thu nhé. Mở bánh trung thu này. Mở bánh trung thu thì các bạn sẽ được phần quà. Đấy. Còn đua top thì top 5 người được nhiều bánh trung thu thì sẽ được một Doraemon, set Doraemon. À, được đấy nhỉ. Đồ bánh trung thu được đấy. Top 5 người thả đèn lượng này thì được siêu xe Y, siêu xe Y này trong công viên nhé. 5 người thả đèn su thì được một pet thiên thần tình yêu. Rồi, cái sự kiện lần này thì mình thấy nó cũng bình thường. Rồi, ok, chúng ta sẽ đi thêm vào nhé. Đấy, cái đầu rất đẹp. Mọi người trong cửa lan rất là đông rồi. Đấy. Còn ai mà có máy tính mà muốn mình chỉ cái phần mềm chơi này thì có thể comment phía dưới hoặc like đăng ký kênh mình và nói cho mình để mình sẽ chỉ cách hướng dẫn các bạn cài đặt nhé. Có thể chơi được cả Ami luôn hoặc là bất kỳ một game gì. Bất kỳ game gì.
bất kỳ một game gì mà của T-Mobile nhé, cực kỳ hay đấy. Thì sự kiện này nó chị Hằng đấy, chị Hằng thì vẫn như sự kiện trước thôi, và mình sẽ xem YouTube top làm bánh được một cái set Doraemon, xem đến thời điểm này thì ai đang làm top. Rồi, ok, bạn em xinh nhất đang 414 cái chiếc bánh, khá là nhanh, bạn trẻ làm rất nhanh. Vậy nhé, thì sự kiện nó sẽ như thế, thì mình cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nhé. Đừng quên like, share and subscribe kênh mình để theo dõi nhé. Mọi người có thắc mắc gì thì cứ comment phía dưới nhé, mình sẽ giải đáp giúp nhé. Ok, xin chào, hẹn gặp lại nhé.